Dạ vâng, chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh ở đây để sẻ chia những lời khuyên, những kinh nghiệm giúp anh chị tìm ra một vị trí an cư và đầu tư sinh lời sớm hơn một chút nhé. Trong video này thì em tiếp tục có mặt trong khu đô thị Cát Tường, Phú Sinh, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với trung tâm Sài Gòn quận nhất là 35 km, cách bến xe An Sương của quận 12 là 18 km, di chuyển giao thông thuận lợi dễ dàng. Ở trong video này thì Biển Xanh xin chia sẻ và giới thiệu đến anh chị mình một lô đất giá rẻ, giá ngộp, nằm trên trục đường chính, đường rất là to và rộng, vị trí đẹp anh chị nhé. Một lô đất đẹp xuất sắc, không bị lỗi phong thủy gì cả. Và trên màn hình chính là lô đất ngày hôm nay, ngang là 5m và dài là 18, tổng diện tích trên sổ là 90m2. Lô đất có phong thủy là hướng đông, vỉa hè trước đất rộng 5m, lòng đường nhựa là 8m, chạy thông hai đầu. Kế bên cạnh là kênh nước du lịch sông Trăng và công viên thế giới tuổi thơ. Lô này rất là đẹp luôn anh chị, không lỗi phong thủy gì cả. Ngang 5 dài 18 anh chị nhé, đường to rộng. Và lô này có giá là 1 tỷ 360 triệu, bao trọn gói sang tên. Do anh chủ đang là kẹt tiền để trả nợ ngân hàng cho nên là đại hạ giá giảm chỉ còn 1 tỷ 360 triệu. Ngang 5 dài 18, 90m2, một lô đất hướng đông rất là đẹp. Sổ hồng riêng, thổ cư full, xây dựng tự do anh chị nhé. Mình đi ra phía trước đây chính là kênh nước du lịch sông Trăng rồi. Rẽ tay trái là ra cổng số 2, thông ra đường nhựa Lục Viên. Còn rẽ tay phải là hướng đi lên công viên 7 Kỳ Quan, đi ra cổng chính, cổng số 1 Cát Tường Phú Sinh luôn. Lô đất hôm nay rất là đẹp, anh chị mình quan tâm thì hãy kết nối với em qua số hotline 037 730 40118. Biển Xanh sẽ dẫn anh chị mình xem đất nhé.